Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Singapore sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 12 tháng 9 trên sân Việt Trì, Phú Thọ. U23 Việt Nam đã chắc chắn giành vị trí đầu bảng C trước một vòng đấu. Điều này cũng đồng nghĩa đoàn quân của ông Philippe Chu đã chắc suất giành quyền đến Qatar vào năm sau để tham dự vòng chung kết giải U23 châu Á 2024. Chính vì thế, trận đấu với U23 Singapore là cơ hội để vị huấn luyện viên người Pháp tiếp tục những thử nghiệm nhằm hướng đến các mục tiêu xa hơn cho đội bóng trẻ Việt Nam. Có thể những gương mặt chưa được thi đấu ở hai trận trước đó, gặp Guam và Yemen sẽ được tung vào sân trong trận đấu với Singapore. Người hâm mộ hy vọng những gương mặt mới, nếu được tung vào sân, sẽ thi đấu với tinh thần cao, vì họ cần thể hiện năng lực với ông Chu Xie. Ngoài ra, dù sử dụng bất kỳ đội hình nào, U23 Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn nhiều so với U23 Singapore bởi đội bóng đến từ đảo quốc sư tử quá yếu. Ngay ở thời điểm vàng son nhất, giai đoạn 4 lần giành AFF Cup vào các năm 1998, 2004, 2007 và 2012, bóng đá Singapore cũng chỉ mạnh ở cấp độ đội tuyển quốc gia, chứ không hề mạnh ở cấp độ trẻ. Ngay đó, đội tuyển quốc gia Singapore mạnh lên nhờ dàn cầu thủ nhập tịch riêng với các đội trẻ, họ không sử dụng những cầu thủ nhập tịch này. Đó là giai đoạn vàng son, còn giờ bóng đá Singapore đã đi xuống thấy rõ, nên các đội tuyển trẻ của nước này vốn đã không mạnh còn suy yếu hơn. Việc 23 Singapore thua Yemen đến 0-3, sau đó để cho U23 Guam cầm hòa 1-1 tại vòng loại giải U23 châu Á phản ánh sự suy yếu của nền bóng đá này. Trước đối thủ như thế, tin rằng U23 Việt Nam đủ sức giành chiến thắng. Một chiến thắng trước U23 Singapore càng giúp cho U23 Việt Nam có thêm sự tự tin trước khi một số cầu thủ trong đội hình hiện tại tiếp tục tham dự nội dung bóng đá nam tại ASEAN 19, chạm trán với các đối thủ mạnh hơn nữa ở vòng bảng ASEAN diễn ra từ 23 tháng 9 đến ngày 8 tháng 10.